Cập nhật tình hình dịch trưa ngày 25 tháng 8 với những thông tin đáng chú ý. Cả nước có 4 bệnh nhân được tiên lượng tử vong. Tại Đà Nẵng, nhân viên y tế mắc COVID-19 phải xét nghiệm 5 lần mới phát hiện dương tính. Tại Hải Dương, phát hiện thêm ổ dịch mới, nhiều dịch vụ buộc phải tạm dừng. Tại Hà Nội xuất hiện một trường hợp tái dương tính chưa rõ cơ chế. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, 14 ca tái dương tính đều đã âm tính trở lại. Một thông tin đáng chú ý khác, hơn 100 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sắp bị trục xuất về nước. Sau đây là phần tin chi tiết. Sáng ngày hôm nay, Bộ Y tế thông báo không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca nhiễm hiện nay vẫn là 1.022 ca, trong đó có 588 ca đã khỏi bệnh, 407 ca đang được điều trị và 27 ca đã tử vong. Trong số các bệnh nhân đang được điều trị, hiện có 146 ca âm tính từ 1 đến 3 lần với SARS-CoV-2. Mặt khác, cũng có 16 bệnh nhân tiên lượng nặng, gồm 12 trường hợp rất nặng và 4 trường hợp tiên lượng tử vong. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe là hơn 71.000 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là gần 2.000 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là hơn 20.000 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là hơn 49.000 người. Dù số ca nhiễm mới ghi nhận trong vài ngày gần đây đã giảm so với thời gian trước, đặc biệt là đã có 5 buổi sáng liên tiếp, không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Tuy nhiên, tình hình dịch vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Nhiều ca nhiễm ở Hải Dương chưa xác định rõ nguồn lây. Một vài ca tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội tái nhiễm sau khi xuất viện. Trong khi đó, ngày càng có nhiều nhân viên y tế được phát hiện nhiễm. Vì thế, nhiều chuyên gia vẫn khuyến cáo mọi người không nên chủ quan lơ là các biện pháp chống dịch. Điển hình như tại Đà Nẵng, trong 4 ca nhiễm mới được công bố vào tối ngày hôm qua, thì có 2 ca là bác sĩ, nhân viên y tế bị nhiễm khi đang ở trong khu cách ly hoặc chăm sóc bệnh nhân khác. Cụ thể, bệnh nhân 1018 là nam bác sĩ khoa nội tổng hợp của Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 5 tháng 8, bệnh nhân đến cách ly tại khu cách ly dành cho nhân viên y tế tại quận Sơn Trà cùng với các nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng. Trong đó có bệnh nhân 817, có kết quả dương tính ngày 9 tháng 8. Bệnh nhân 1018 là F1 của bệnh nhân 817. Và các ngày 9 tháng 8 và ngày 15 tháng 8, bệnh nhân 1018 được xét nghiệm và có kết quả âm tính. Đến ngày 23 tháng 8, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, bệnh nhân có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, nhân viên y tế thứ 2 nhiễm COVID-19 mới đây tại Đà Nẵng là bệnh nhân 1019, phải xét nghiệm đến lần thứ 5 mới phát hiện được dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 1019 là nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng, tăng cường đến khoa hồi sức tích cực bệnh viện phổi, trực tiếp chăm sóc cho các bệnh nhân COVID-19 từ ngày 6 tháng 8. Trước đó, bệnh nhân này đã được xét nghiệm 4 lần vào các ngày 26 tháng 7, ngày 7 tháng 8, 9 tháng 8, 15 tháng 8 và đều có kết quả âm tính. Đến trưa ngày 24 tháng 8, sau khi được CDC thành phố xét nghiệm thì mới cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện ngành y tế đang tiếp tục xét nghiệm và rà soát các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm trên. Bên cạnh đó, ngành y tế Đà Nẵng cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên làm công tác thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 sắp tới. Cùng với việc thực hiện nghiêm các hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 100% thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi. Trong kỳ thi này, toàn thành phố có 24 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng dành cho các thí sinh thuộc diện F1 đang bị cách ly cũng như các thí sinh ở các khu phong tỏa y tế. Các giáo viên thuộc diện F2 sẽ không được cử tham gia coi thi. Trước việc một số thí sinh trong và ngoài thành phố bị ảnh hưởng bởi thực hiện giãn cách xã hội, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng cũng đã triển khai các giải pháp để thống kê số lượng và đảm bảo các thí sinh này được tham gia kỳ thi sắp tới. Tại Hải Dương, ngoài ổ dịch nhà hàng Thế Giới Bò Tươi, tỉnh vừa phát hiện thêm một ổ dịch mới, đó là cửa hàng Hiếu Trang, địa chỉ ở ngã tư Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Đến nay, tỉnh Hải Dương đã phát hiện 3 ca mắc COVID-19 là bệnh nhân 1016, 1021, 1022 liên quan đến ổ dịch này. Được biết, bệnh nhân đầu tiên được phát hiện từ ổ dịch cửa hàng Hiếu Trang là bệnh nhân 1016. Bệnh nhân này đã từng cùng bệnh nhân khác đến ăn tại nhà hàng Thế Giới Bò Tươi. Hiện Sở Y tế Hải Dương tiếp tục ra thông báo khẩn số 4, đề nghị người dân ai đã từng đến cửa hàng Hiếu Trang từ ngày 29 tháng 7 năm 2020 đến ngày 18 tháng 8 năm 2020 phải liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn, nơi gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Nếu ai có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, giảm hoặc mất khứu giác, vị giác, yêu cầu phải cách ly tại nhà. Thông báo ngay cho trạm y tế xã bằng điện thoại để được xét nghiệm và cách ly theo quy định. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương đã quyết định áp dụng bổ sung các biện pháp chống dịch đặc thù. Cụ thể, tạm đình chỉ tất cả các dịch vụ kinh doanh hàng ăn uống, thực phẩm chế biến sẵn có thể dùng được ngay, đồ ăn nhanh không bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh như bún, bánh mì, thức ăn chế biến sẵn tại các chợ trên địa bàn thành phố Hải Dương. Các dịch vụ cửa hàng kinh doanh hàng hóa không thiết yếu như dịch vụ làm đẹp, kinh doanh đồ trang sức, mỹ phẩm, quần áo, đồ nội ngoại thất, đồ gia dụng, đồ chơi đều phải tạm ngừng kinh doanh. Dịch vụ giao hàng tận nhà đối với các loại hàng hóa trên cũng bị tạm đình chỉ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương yêu cầu người dân không ra ngoài đường từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, trừ trường hợp thật cần thiết và có lý do chính đáng. Không thực hiện các hoạt động thể dục thể thao tại nơi công cộng và các hoạt động khác theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đến khi có thông báo mới. Quyết định áp dụng bổ sung các biện pháp chống dịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8. Tại Hà Nội, sau hơn 2 tuần được điều trị khỏi và xuất viện, bệnh nhân 348 trú tại quận Bắc Từ Liêm vừa được phát hiện tái dương tính. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Thạc sĩ bác sĩ Trần Văn Giang, Phó trưởng khoa virus ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân 348 tái dương tính không có triệu chứng đặc biệt. Sau khi xuất viện, bệnh nhân này về cách ly tại địa phương. Khi làm xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính nên người này được đưa trở lại bệnh viện để đánh giá tình hình. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát trường hợp này. Bệnh nhân hiện sức khỏe tốt, không sốt, ho, khó thở và chưa có dấu hiệu bất thường. Ngoài thăm khám, bệnh nhân sẽ được làm thêm các xét nghiệm. Nếu không thấy tổn thương, bệnh nhân sẽ được theo dõi và cho thuốc hỗ trợ miễn dịch. Trong trường hợp bệnh nhân tiếp tục dương tính với virus sau nhiều lần xét nghiệm, các bác sĩ sẽ xin ý kiến và cho sử dụng thuốc kháng virus. Bác sĩ Trần Văn Giang cho rằng cơ chế tái dương tính của trường hợp này chưa rõ ràng. Bệnh nhân có thể dương tính do các mảnh ARN của virus, sát virus, thải loại còn có khả năng hoạt động. Tuy nhiên, đây chỉ là một giả thuyết. Được biết, bệnh nhân 348 là nam, 39 tuổi, là thành viên trong gia đình 5 người, được cách ly sau khi trở về từ Rumani, Thụy Điển. Hơn 2 tuần trước, 4 người thân của bệnh nhân này cũng được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Ở một diễn biến khác tại thành phố Hồ Chí Minh, trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, đại diện Sở Y tế thành phố cho biết 14 trường hợp tái dương tính đều đã có xét nghiệm âm tính trở lại. Cụ thể, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 24 tháng 8, thành phố đã phát hiện 77 ca nhiễm COVID-19 và 1 ca chuyển viện từ Bệnh viện Bạc Liêu, bệnh nhân 278. Trong đó, 63 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh. Hiện thành phố đang cách ly điều trị cho 15 bệnh nhân, gồm 8 trường hợp phát hiện trong cộng đồng liên quan ổ dịch tại Đà Nẵng và 7 trường hợp người nhập cảnh, trong đó có 1 người nhập cảnh trái phép. Tất cả các bệnh nhân đang có sức khỏe ổn định. Về công tác giám sát các trường hợp ca bệnh sau xuất viện và trường hợp sau cách ly tập trung từ các tỉnh trở về thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 24 tháng 8 đã có 62 bệnh nhân xuất viện tại thành phố và 19 bệnh nhân xuất viện ở các bệnh viện tỉnh thành khác chuyển về để tiếp tục theo dõi. Thành phố đã tổ chức giám sát cho 56 bệnh nhân theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và phát hiện 14 trường hợp tái dương tính sau xuất viện. Đến nay, 14 trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính và 13 trên 14 trường hợp đã được xuất viện. Riêng một trường hợp tái nhiễm tại quận Tân Phú đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đã có 3 lần xét nghiệm âm tính. Trong hôm nay, nếu kết quả xét nghiệm tiếp tục âm tính, bệnh nhân sẽ được xuất viện và quận Tân Phú cũng sẽ dỡ bỏ phong tỏa cho 17 hộ dân trong quận. Cũng tại cuộc họp này, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua lực lượng chức năng đã trục xuất 4 trường hợp nhập cảnh trái phép. Hiện thành phố còn đang quản lý 112 người nhập cảnh trái phép, trong đó có 1 người Đài Loan, 2 người quốc tịch Campuchia, còn lại đến từ Trung Quốc. Trong số này, hơn 40 trường hợp có hộ chiếu đang chuẩn bị để trục xuất, riêng 66 trường hợp khác không có hộ chiếu. Cơ quan công an đang phối hợp Sở Ngoại vụ thành phố xác minh, liên hệ đến Tổng lãnh sự để làm thủ tục giấy thông hành để chuẩn bị trục xuất về nước. Trường hợp nào vi phạm nghiêm trọng sẽ giữ lại để xử phạt theo quy định pháp luật. Còn tại Hà Nam, vào chiều ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Phủ Lý đã dỡ bỏ cách ly y tế đối với một cụm dân cư thuộc tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, là nơi cư trú của bệnh nhân 620 mắc COVID-19. Từ hôm mà chúng tôi nằm trong vùng cách ly, chúng tôi cũng được rất là sự quan tâm của tất cả các đoàn thể chính trị xã hội cũng như là tất cả các địa phương, các cơ quan đoàn thể đã ủng hộ giúp đỡ nhân dân chúng tôi, là cũng có là
lương thực rồi thực phẩm chúng tôi là rất là đầy đủ. Vẫn là tuyên truyền vận động nhân dân không chủ quan trong công tác phòng chống dịch Covid. Mặc dù chúng ta đã tháo bỏ cách ly rồi nhưng mà vẫn phải không được chủ quan, vẫn phải thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19 là đi ra đường vẫn phải đeo khẩu trang. Trước đó, tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ bị cách ly y tế vào 14 giờ chiều ngày 3 tháng 8, ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 620 dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng duy nhất ở Hà Nam, có liên quan đến yếu tố dịch tễ từ vùng dịch Đà Nẵng tính đến thời điểm hiện tại. Trong thời gian cách ly y tế, 235 hộ dân với 725 nhân khẩu tại tổ dân phố Đình Tràng đều thực hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch. Trong khi đó, tại Ninh Bình, đang tổ chức triển khai cách ly y tế có trả phí tại các khách sạn đối với các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh về làm việc tại địa phương. Đồng Nê là khách sạn đầu tiên của Ninh Bình thực hiện cách ly y tế cho người nước ngoài. Tại đây đang cách ly cho 23 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh, trong đó có 21 người Trung Quốc và 2 người Hàn Quốc. Còn tại khách sạn này, dự kiến ngày hôm nay sẽ có 32 chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh đợt 3 về làm việc tại Ninh Bình cách ly tập trung tại đây. Thứ nhất là tiến hành là cho nhân viên toàn khách sạn tập huấn theo cái quyết định 1246 của Bộ Y tế về quy định về công tác cách ly. Cái thứ hai là chuẩn bị một số cơ sở vật chất trong khách sạn, ví dụ như là kê kích lại công tác buồng phòng. Thứ hai là các cái thiết bị phòng chống dịch như là dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang. Thế rồi các cái biển báo barrier băng rôn để tạo cái thu hút cái sự chú ý mọi người. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thì được giao nhiệm vụ thành lập các cái đoàn để thẩm định các cái khu cách ly ở các khách sạn này có đủ điều kiện để thực hiện cách ly các chuyên gia không. Đồng thời là tổ chức các cái lớp tập huấn cho những cái lực lượng mà sẽ phục vụ tại các khu cách ly. Trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành để khuyến khích các cơ sở lưu trú đăng ký cho các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh về làm việc tại địa phương, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly tại các khách sạn này, không để lây nhiễm ra cộng đồng. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch COVID-19 vào tối nay. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi.